Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Chúng ta lại được gặp nhau trong video clip ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, Honda Civic. Đây là chiếc xe ở cái phiên bản 2.0 số tự động. Thưa với quý vị và các bạn, Honda Civic nó có những cái phiên bản ví dụ như 1.8 này, 2.0 này, 2.0 thì nó có cái phiên bản là số tự động rồi và được trang bị full option, ví dụ như là ghế da nguyên bản, điều hòa tự động, la răng đúc, cửa sổ nóc, cảm biến lùi, tất cả là đều nguyên bản hết rồi. Ở cái phiên bản 1.8 thì nó thiếu đồ, chứ ở cái phiên bản 2.0 nó đầy đủ hết đồ rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Honda Civic 2.0 số tự động này được sản xuất năm 2008, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu vẫn nguyên biển 30L00559 đấy ạ. Một chủ từ đầu và chiếc xe đã lăn bánh được 15 vạn km rồi. Thưa với quý vị và bạn, tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước. Tất cả còn nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, nội thất còn nguyên bản hết ạ. Tất cả nguyên bản hết. Và cái dàn lốp này thì quý vị và các bạn cũng biết rồi, để dàn lốp này là dàn lốp mới tất cả rồi. Cả dàn lốp này đều rất là đẹp, dàn lốp Michelin còn mới ạ. Cho nên là quý vị và các bạn mua về thì quý vị và các bạn cũng chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm gì cả. Nếu như quý vị và các bạn muốn sang tên, nếu như chiếc xe này bây giờ sang tên ở Hà Nội mình thì không mất tiền biển nữa, và chỉ mất tiền trước bạ khoảng hơn 3 triệu tiền trước bạ thôi, tổng chi phí khoảng 5 triệu thì quý vị và các bạn đã sang tên xong chiếc xe Honda Civic 2.0 2008 này ạ. Và chiếc xe này thì xin phép quý vị và các bạn, chúng tôi đang chào bán với giá là 319 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 319 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng C Honda Civic 2.0 số tự động này ạ. Nếu như quý vị và bạn mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360, chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda Civic 2.0 số tự động ạ. Đây là cái phần nội thất, tôi sẽ quay cho quý vị và bạn xem về cái phần nội thất về chiếc xe này ạ. Tất cả cái phần nội thất của chiếc xe này là còn nguyên bản, từ vô lăng, cần số, ghế da, tất cả là còn nguyên bản hết. Và đồng hồ km của nó đã lăn bánh được chuẩn 15 vạn km ạ. Đồng hồ này là chúng tôi cũng cam kết là còn nguyên bản hết ạ, chưa có tua, tất cả là còn nguyên bản, từ vô lăng, cần số, ghế da, tất cả là còn rất là mới ạ, còn nguyên bản theo xe hết ạ. Đây là cái bộ ghế da nguyên bản của xe đây ạ. Chiếc xe này là màu xám titan và phần nội thất là màu kem, ghế da là cái màu đen ánh tím đấy ạ. Nguyên bản của xe tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần nội thất đằng trước. Còn đây là cái phần khoang nội thất đằng sau, tôi quay cho nên là nó có đang ngược ánh sáng nên nó hơi mờ một chút, để tôi quay vào trong xe cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy được chất lượng của chiếc xe này nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Về chiếc xe này thì chúng tôi cũng cam kết luôn với quý vị và các bạn, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị là xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Và cái nội thất của nó còn rất đẹp đây, thưa với quý vị và các bạn, là cái phần nhựa còn rất là đẹp, phần nhựa. Chiếc xe này nó ở cái phần nhựa màu kem, nếu như mà đi mà không giữ gìn gì thì là nó xước sát, nó rất là xấu rồi, nhưng đây tất cả là còn nguyên bản ạ. Và xe thì được trang bị đầy đủ option rồi, đầu CD 6 đĩa này, điều hòa tự động này, la răng đúc, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nguyên bản một chủ từ đầu. Những chiếc xe thường là những chiếc xe một chủ từ đầu thì họ đi là rất giữ gìn, không như những chiếc xe mà đã qua nhiều đời chủ rồi, đi không giữ gìn thì nó không được đẹp nữa. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là cái năm sản xuất của xe đây ạ. Chiếc xe được sản xuất là năm 2008 tại Honda Việt Nam. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Honda cũng đã trang bị cho chiếc Civic này hộp số tự động và cái động cơ xăng 2.0 lít. Và thưa với quý vị và các bạn, tất cả là nó còn nguyên bản đây ạ.
tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe này thì tất cả về chất lượng thì quý vị và các bạn có thể yên tâm, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn. Thứ nhất là không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ, keo chỉ còn nguyên bản hết đây ạ. Tất cả ốc cabo, ốc tất cả các ốc trong khoang máy này là còn nguyên bản hết và cái máy của nó còn rất là đẹp ạ. Động cơ DOHC, IVTEC rồi, tiết kiệm nhiên liệu và đấy quý vị và các bạn xem máy của nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.